Đối với hầu hết người Việt Nam, nếu một ngày không ăn cơm, họ sẽ cảm thấy cơ thể như thiếu một thứ gì đó. Nhưng đã 24 năm qua, bà Dương Thị Thúy, còn gọi là bà Ba Chầu, 48 tuổi, ở khu vực Thới Thuận An, phường Thới An, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ, chỉ ăn trầu, trái cây, bánh và uống nước sống qua ngày, chứ tuyệt nhiên không đụng đến một hạt cơm. Lớn lên và ăn uống sinh hoạt bình thường, cho đến lúc hơn 20 tuổi, lấy chồng thì bắt đầu có biểu hiện sợ cơm. Khi mọi người ăn cơm, còn bà Thúy thì ăn trái cây, vì ăn cơm thì thấy người mệt mỏi, khó chịu, nuốt được vài muỗng thì lại ói ra. Lúc đầu người trong nhà hơi lo, nhưng sau thấy bà vẫn khỏe mạnh, không có bệnh tật gì nên quen dần. Còn bà Thúy, nhiều lúc sợ bị bệnh nhưng do bận mưu sinh nên cũng không có thời gian để đi khám. Cái hồi lúc đó thì nó không ăn, rồi qua mấy kêu nó đi khám bệnh, rồi nó nói không có, trong mình thì không có bệnh, đi khám cái gì. Thì nó nói ăn cơm vô thì nó mệt, còn không ăn thì khỏe, vậy thôi. Rồi nó ở nhà vậy hoài đó. Bà Thúy cho biết khi còn ăn cơm, sức khỏe của bà thường không tốt như hiện nay. Và điều lạ là 10 năm trở lại đây, con gái của bà là chị Nguyễn Thị Hường, 28 tuổi, cũng sợ cơm và bắt đầu ăn trái cây giống mẹ, nhưng sức khỏe vẫn bình thường. So lại cái sức khỏe hồi lúc mà còn ăn cơm á, thì nó lại yếu hơn cái từ ngày mà không ăn cơm, giờ sức khỏe mình nó càng ngày nó càng tăng. Nó vậy đó, như con gái cũng vậy luôn. Người sức khỏe mình thấy nó càng ngày nó càng tăng, cũng như khoảng như là lúc còn ăn cơm á thì nó khoảng 40 kg hoặc là 45 kg, rồi giờ bây giờ từ dần ngày ngày càng lên là thẳng 49 kg, rồi 50 kg, rồi bây giờ có khi thì 55 kg, nó lên như vậy đó. Rồi thấy trong mình cũng khỏe khoắn, chứ không có gì là gọi là bệnh, coi như là nó không nghe đói, không nghe đau, không nghe bệnh. Chuyện của bà Thúy khiến nhiều người ngạc nhiên, họ đặt cho bà biệt danh Ba Chầu. Người thì tin, người thì không. Thì chẳng qua tôi cũng không tin đấy nè. Tôi nghĩ giống như trên đời thì vẫn chỉ ăn, thì nếu ăn mặn không được thì ăn tương, chứ ngoài ra không ăn vậy là người đâu qua sống nổi. Thì sau này từ từ đi qua mà tìm hiểu nó mới biết là thật sự nó không ăn. Vậy đó, rồi cho qua tới giờ cũng hình mấy năm rồi. Thì nó không ăn, nó cũng mặn gì hoài đó. Nó lại còn tròn trịa, còn mập hơn tôi nữa. Hiện công việc hàng ngày của bà Thúy là đạp xe đạp đi bán cơm rượu. Mặc dù không ăn được cơm, nhưng bà có thể đạp xe đi bán từ sáng sớm đến tận chiều. Khẩu phần ăn hàng ngày của bà không vượt quá 10.000 đồng, với lá trầu được trồng sau nhà, trái cây, thỉnh thoảng vài miếng tàu hũ, bánh và nước. Chúng tôi biết bạn có nhiều lựa chọn và chúng tôi luôn là sự lựa chọn tốt nhất. Đăng ký kênh YouTube Báo Thanh Niên để cảm nhận nhịp thở xã hội đầy màu sắc trên màn hình của bạn.